Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Lộn Cái Bàn số thứ 7 buổi talk show mỗi chủ nhật để chúng tôi lạ bàn với những thứ mà chúng tôi cũng không hiểu lắm mà không ai hỏi. Và chủ đề của tuần này là về gia đình, cụ thể là Fast and Furious và cách mà người ta đang bắt sữa nó. Tiện nói về Vin Diesel thì đây là em của Vin Diesel, Vin Lăn và tôi là em nữa, Vin Tại. Như chúng ta đã biết thì phần thứ 10 của Fast and Furious quá nhanh quá nguy hiểm, dòng phim gia đình ăn khách nhất vừa mới ra rạp. Theo như Vin Diesel nói thì đây có thể là phần cuối cùng, mặc dù nó sẽ được chia làm 2 hoặc là 3 phần phim. One last ride nhưng mà trilogy. Thì cũng giống kiểu mấy ông đua xe ấy, họ phải có nhiều lap chứ. Họ sẽ quyết định đua 2 hoặc 3 lap sau khi đã đua 9 lap rồi. Nói chung là một cái phần phim mà ra mắt đến phần thứ 10 rồi thì chắc chắn là nhiều người sẽ bảo là vắt sữa. Vậy thì liệu Fast 10 có đủ để fan thỏa mãn hay không? Và vấn đề vắt sữa này ảnh hưởng thế nào? Thì hãy cùng chúng tôi lặn cái bồn. Lặn cái bồn. Trước tiên thì chúng ta hãy nói về vắt sữa trước đi. Đây là một cái khái niệm mà thường thấy trong không chỉ là lĩnh vực giải trí mà là trong kinh doanh nói chung. Chúng ta có ngôi sao đang lên này, chúng ta có con bò vắt sữa được này, chúng ta có con chó đang đi xuống này, và chúng ta có question mark là kiểu không ai biết là cái business này sẽ đi về đâu. Trong lĩnh vực giải trí đi thì theo tôi tìm hiểu thì đây cũng chỉ là một cái từ để ngầm bàn tán cho vui thôi, chứ không ai mạnh dạn phát biểu là bố mình đang vắt sữa cả. Về cơ bản thì vắt sữa là hành động mà sử dụng thương hiệu đã thành công sẵn này, thường là một phần phim hay là game gì đấy, rồi từ đó các nhà sản xuất sẽ đẻ ra vô số hậu truyện, tiền truyện, spin-off, remake, isekai các thứ để ăn theo. Nói chung là tiền sản phẩm franchise. Mục đích lớn nhất thì đương nhiên là rồi, chất lượng sản phẩm thì hên xui. Kể ra thì mấy cái phim kiểu trilogy hay là series truyền hình sitcom các thứ nó cũng khá là nhiều đúng không? Từ xưa là mình có Batman này, rồi Spider-Man của Tobey Maguire này, Hannibal Lecter này, cả Mad Max, rồi Toy Story hoặc là Bố Già và cả Lord of the Rings nữa. Bố Già Trấn Thành. Không phải Trấn Thành. Và các series phim truyền hình thì đừng hỏi luôn, mình có How I Met Your Mother này, Brooklyn 99 này, Breaking Bad này, hay The Walking Dead, cái nào cũng là series dài lòng thòng cả. Nhưng mà đâu phải là cái nào cũng vắt sữa đúng không? Đúng không? Khi mà tôi xem những cái như ông nói như là Suits này, The Walking Dead này, Brooklyn 99 thì cũng đến một thời điểm là mình cũng cảm giác hơi vắt sữa thật. Là kiểu họ thấy là người ta thích nhưng mà họ không biết làm nào cho nó hay, họ cứ làm thôi và nó cũng không hay lắm. Của The Breaking Bad lại còn 5 mùa nhá, mỗi mùa hơn chục tập, mỗi tập 1 tiếng. Tính ra là kiểu dài hơn cả một cái mùa phim sinh nhật của Nhật Bản. Đã thấy một tập phim dài gấp 3 lần. Nhưng mà phim này hay mà, tôi xem hay mà. Thì làm sao mà gọi là vắt sữa được? Vậy thì làm thế nào để nói một phim là vắt sữa hay không? Hả giáo sư vui vẻ. Thì cái khái niệm vắt sữa thì nó cũng tương đối thôi. Khán giả sẽ kiểu phim nào càng về sau càng không hay thì bảo vắt sữa. Cảm giác là tôi với ông thì sẽ nhận định như thế. Nhưng mà tôi nghĩ quan trọng là kiểu chất lượng sữa như nào thôi, chứ cái việc vắt là chả có vấn đề gì ấy. Mà nhắc đến chất lượng cao thì không thể bỏ qua áo sơ mi cổ tàu của 360 Boutique. Nhìn thấy trước cái nóng của mùa hè và cái ví cũng không dày lắm của bạn và của tôi, 360 Boutique mang đến cho chúng ta bộ sưu tập xuân hè với điểm nhấn là chiếc sơ mi đũi xước không chỉ thừa, chống nhăn tuyệt đối và phù hợp với mọi dáng người. Từ giá gốc 420k nay chỉ còn 210k. Link mua hàng dưới phần mô tả ở bình luận. Quay lại vấn đề thì nếu mà phần sau hay bằng hoặc là hơn phần trước thì chả ai phản nàn gì luôn ý. Cũng là phần 2 của phần 3 của một bộ phim nhá. Nhưng mà nếu nó hay thì người ta xem, còn nếu mà nó không hay thì người ta bảo là vắt sữa. Xong rồi theo thời gian thì người ta quen với việc kiểu gán khái niệm vắt sữa với ý tiêu cực hơn ý. Và nó trở thành cách gọi cho cái việc kiểu làm phim một cách lười biếng, thiếu sáng tạo. Vin hết vào cái hào quang của những cái phần phim hay nhất phía trước này để lôi kéo người ta xem những phần phim mà nó không hay. Gần đây thì một chủ đề khá gây tranh cãi là việc remix rồi tên gọi là live action của Disney mà chúng ta đã nói trong số trước này. Theo tôi thì một cái mặt sáng của cái việc vắt sữa như thế này là khi mà tôi có con ấy thì tôi sẽ bảo là chúng mày không biết gì về phim hay đâu, khi mà chúng nó phải xem kiểu tên cá Ariel ấy. Xong rồi tôi sẽ cho chúng nó xem tên cá của tôi. Ngoài ra thì cái việc quá chú trọng vào một thương hiệu ăn tiền sẵn ấy thì sẽ cản trở cái việc phát triển những thương hiệu mới và chất lượng của những cái thương hiệu cũ thì cũng không được đảm bảo. Ở đây thì tôi không nói đến vũ trụ điện ảnh, tại vì ngay từ đầu thì nó đã được xây dựng như thế rồi. Tôi nói đến những cái thương hiệu xuất phát từ một sản phẩm riêng lẻ ấy, kiểu Cướp Biển Vùng Caribe này. Phần đầu tiên thì vốn được xây dựng tập trung vào Will Turner và Elizabeth Swann, nhưng mà Jack Sparrow thì mới là nhân vật ăn khách và thế là họ lại đẻ ra một loạt phần phim mới với Jack là nhân vật chính. Nhưng mà sau phần 2, phần 3 có thể gọi là ổn thì những cái phần sau chịu rất là nhiều tiêu cực từ khán giả. Terminator cũng vậy, sau 2 phần đầu tiên siêu phẩm, thậm chí cái phần 2 còn được xem là cái phần hậu truyện xuất sắc nhất một thời đại, thì phần 3 và TV series cũng ok. Phần 4 Salvation tôi đánh giá là có một hướng đi khá tiềm năng nhưng mà lỗ, nên họ lại quay về reboot 2 lần nhưng mà lại vẫn không đâu vào đâu nếu mà không muốn nói là tệ. Nói về hướng đi mới thì tôi lại tiếc cái Fantastic Beasts. Phần đầu thì khá là ổn nhưng mà về sau lại quá tập trung vào cái chuyện tình đồng tính của hai ông già. Nội dung thì chả liên quan gì đến tên phim mà lại còn phá hình tượng của một số nhân vật đã được xây dựng từ Harry Potter. Ông kỳ thị đồng tính à?
Không, tôi không kỳ thị người đồng tính, nhưng mà tên phim nhá là Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng, chứ không phải là Hai ông già đồng tính và nơi tìm ra. Và theo tôi biết thì phim này lên kế hoạch tận 5 phần, nhưng mà cuối cùng thì chỉ đến được phần 3 là bị cancel rồi. Tôi nghĩ là đúng ra thì chỉ nên tập trung vào Sinh vật huyền bí, hoặc là làm phần 1 đặt nền móng cho vũ trụ, xong rồi đổi tên mà làm về Dumbledore các thứ. Một cái series khác cũng tôi nghĩ là khá là tiêu biểu trong cái việc mà chất lượng đi xuống với tôi nhé, đấy là Transformer. Đây vốn là một dòng đồ chơi của hãng Hasbro và trở thành biểu tượng phim tỷ đô qua tay ông hoàng cháy nổ Michael Bay. Nhưng mà kịch bản kiểu ngày nó càng tệ dần đều, và kết quả là chúng mình có robot hiện đại giữa khủng long và đấu kiếm. Ê nhưng mà nghe hay mà. Ông mà là trẻ con nhá, ông mà muốn xem robot cưới khủng nhau chém nhau. Chúng mình là một đám người lạc hậu so với họ, và chúng mình đã có bom nguyên tử, nhưng robot tân tiến lại cưới khủng long và đấu kiếm ư? Ủa alo. Và khi reboot bằng phim lẻ Bumblebee ấy, thì có vẻ là nó ổn hơn một tí, nhưng mà chúng ta cũng không biết rằng là bao nhiêu phim nữa thì nó lại đi vào vết xe cũ. Nếu mà nó đảm bảo được chất lượng thì nó đã không bị cọp mác là vắt sữa. Thế thì ông nghĩ Fast and Furious thì có phải là vắt sữa không? Có, nhưng mà là vắt sữa tốt, vắt sữa tách béo. Sữa bò chất lượng cao đúng không? Sữa bò Kobe đúng không? Đúng rồi. Hôm trước như kiểu tôi đang thưởng thức cái suất bún đậu của tôi nhá, thì có bật recap Fast and Furious của The Reviewer. Cái mà tôi thu âm. Okay. Chắc là không ai nghĩ được cái phim cảnh sát chìm đi điều tra bọn đua xe trái phép năm 2001 lại có thể trở thành một trong những cái franchise lớn nhất hiện nay. Đến mức mà nó có cả một phần spin-off của The Rock. Spin-off thì không thành công lắm, nên là chính những thay đổi của Fast and Furious đã phản ánh cách mà phim giải trí bom tấn phòng vé đã thay đổi thế nào trong vòng 2 thập kỷ vừa qua. Trước nó chỉ là cái phim về kiểu hơi thực tế một tí về đua xe đường phố, xong rồi xe độ các thứ. Bây giờ nó là phim về cướp ngân hàng, về những đặc vụ cảnh sát, về vũ trụ, khủng bố âm mưu thống trị thế giới các thứ, rồi là khoa học viễn tưởng với cả vũ khí hủy diệt ấy. Nhưng mà thực ra là dù đã phát triển từ một bộ phim hành động nhỏ lẻ thì một franchise tỷ đô, nhưng mà hầu hết các nhà phê bình phim thì đều cho là dòng phim này là một thất bại. Thất bại á? Tại sao? Tại vì là nó chả có gì hay, chả có giá trị nghệ thuật gì trừ khoản nghe nhìn và giải trí cả. Kịch bản thì nó đơn sơ, nó vô lý. Tôi cảm giác là Fast and Furious nó là cái phim mà đứng ngoài luân thường đạo lý của ngành phê bình ấy. Kể chê thì cứ chê, ra phim thì vẫn cứ bú đẫm đúng không? Đúng. Trước khi xem phim tôi từng tự hỏi kiểu mẹ Fast 10 nó có phải là một cái phim thỏa mãn được mình hay không, hay nó chỉ là một cái kịch bản nó va vẩn. Xong tôi nhận ra rằng là tôi chả quan tâm. Okay. Không quan tâm. Các nhà làm phim của Fast biết bản chất của phim này là gì, và tập khán giả xem phim muốn gì. Đến xé độ này, mấy cô em lắc đào này, dàn cast hùng này, rồi những cảnh hành động mang tính chất kiểu làm tình với vật lý này. Xong rồi mấy ông đầu chọc cơ bắp với cái giọng lè nhè nói cái gì đấy, nhưng mà nghe có vẻ là tiếng Anh này. Giọng trầm hay phết mà, nghe khen phết. Nhưng kịch bản thì cũng hơi nhảm nhí thật. Nhưng mà thương hiệu nó là thế rồi ấy. Quan trọng là tôi có quá nhiều thời gian để mà làm quen với cái series này, và giờ tôi mặc định nó là series vắt sữa, nên là tôi không gay gắt với nó nữa. Tôi nghĩ là đỉnh cao của dòng phim thương mại giải trí, kiểu chỉ cần cắt não ở nhà và ra rạp tận hưởng thôi, chả cần quan tâm được ý nghĩa nhân văn nào. Vấn đề chỉ là liệu ông có tắt não để mà xem phim được cái không thôi. Tôi thấy là trên mạng này có nhiều người bảo là kể cả tắt não đi rồi nhưng mà đi xem thì vẫn bị coi là xúc phạm trí thông minh ấy. Lướt qua một số comment ấy, trong Fast 10 người ta bảo là có một phản diện mới là con của ông phản diện đã chết trong Fast 5 10 năm trước. Và đây cũng là một cái đặc điểm của dòng Fast này, khi mà có một ông con này, một ông hàng xóm này, crush hồi cấp 3 này, hay là một con thú cưng nào đấy xếp hàng để trả thù cho phản diện cũ ấy. Vậy thì câu hỏi đặt ra là hắn đã làm gì trong 10 năm qua mà không xuất hiện? Đây có phải là một điểm vô lý không? Tôi chả quan tâm. Và tại sao là các phản diện sống sót cứ lần lượt gia nhập cái tổ chức cái tên là Family của Dom? Tôi chả quan tâm. Và tại sao cái nhân vật đã chết lại cứ đội mồ sống dậy? Tôi không quan tâm. Có một cái giả thuyết rằng là bác Vin Diesel, anh chúng ta đang tập trung toàn bộ những nhân vật từ dòng Fast and Furious để mà làm một trận battle cuối cùng. Ui, battle, ui, anh Vin đóng phim Fast, VinFast, ô tô, hóa ra. Thì ra. Nhắc đến nhân vật thì các nhân vật trong dòng Fast này thì gần như là theo tôi như biết là không có gì thay đổi qua phần phim thì phải. Roman thì vẫn là cây hài chính này, Han thì ở đây để kết nối với phần 3 không liên quan gì này, Dom thì vẫn gần giọng và là người Ý không phải nói chuyện như muốn ăn thịt tất cả mọi người này. Nhưng mà đấy là điểm cộng mà đúng không? Vì không phát triển nên là họ diễn rất tự nhiên ấy. Thì họ chỉ vẫn là họ mà đúng không? Các diễn viên họ quá quen thuộc với cả cái vai diễn này rồi. Và cái nhân vật này họ đóng từ năm này qua năm khác rồi. Đấy là một trong những cái điểm hay của Fast, tôi nghĩ thế. Mọi người có thể bảo là kịch bản nhảm nhí, nhưng mà bro, họ có ngân sách 200 triệu chỉ để khiến cho cái cảnh mà kéo cắt sắt ở Rio de Janeiro nhìn có vẻ là cảnh logic nhất dòng phim. Nghe em có vẻ fan Fast and Furious phết. Tôi sẽ biện hộ là duy trì nhân vật như này mang đến cái cảm giác rất là chân phương ấy. Miền Tây à? Miền Tây phết. Cái cảm giác của mình được trở về những năm 2000 ấy. Cái thời kỳ mà các nhà làm phim họ chỉ quan tâm đến các vấn đề giải trí chứ chưa có quan tâm đến đáp ứng tiêu chuẩn cộng đồng hay là quan điểm kinh tế chính trị xã hội gì đấy cả. Nó giống như kiểu là một ngày nọ ông tình cờ ông về một quán ăn ngày xưa mà ông từng ăn,
ông ăn một cái món, ông thấy nó có gì đấy hơi giống ngày xưa một tí. Không hẳn là động món hạng nhất 5 sao gì cả, nhưng mà ông biết tôi nghĩ về món gì không? Ông để mẹ tôi yên. Món rất bình dân nhưng mà rất ngon. Nó không bình dân đâu. Và khi mà dòng Fast kết thúc thì tôi nghĩ là cái thế giới phim ảnh nó sẽ kém vui một tí. Bởi vì đôi khi thứ chúng ta cần ấy chỉ là một cái trải nghiệm xem và nghe thuần túy thôi. Một bộ phim mà chỉ cần bắt mắt và bắt tai và tắt não để xem, thế là được. Tôi nghĩ là sau khi dòng Fast kết thúc thì sẽ có dòng Vin. Theo tôi thì đúng thật là kiểu có một cái đề tài để kiểu anh em mình bàn tán nói chuyện, bạn bè bàn tán nói chuyện cũng vui mà. Kiểu ê phần này ngoài vũ trụ này, phần này nó tàu ngầm này, phần này lại binh chi linh này. Đấy hay mà, phim gia đình mà, bonding phết. Có một cái là kịch bản yếu kém này và lạm dụng cháy nổ này thì đều là phim vắt sữa. Thế nhưng mà sao ông lại Fast mà ông lại không thích Transformer? Sở thích cá nhân. Thôi tôi khá là thích Transformer, trừ cái đoạn nó buồn ngủ ra thì đoạn đánh nhau khá hay. Và đó là ý kiến của Vin Lăn và Vin Tại về dòng phim Fast and Furious. Ý kiến của các bạn thì sao? Các Vin con à? Các Vin nô. Ý kiến của các bạn thì sao? Hãy nói với chúng tôi ở phần bình luận. Và các bạn muốn chúng tôi làm về chủ đề gì tiếp theo? Hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận. Bây giờ mình đi Vinmart. Đi xe VinFast. Ở nhà Vinhome. Đi VinMake. Học VinSchool. Xem phim ở Vincom. Đi biển ở VinH. Là Vinh. Tôi hết rồi.